Oai lực của Đức Phật thùa mà vườn. Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh ba la mật. Nhờ trong vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báo, nên kiếp cuối cùng này chắc Ngài cũng viên mãn tài lộc, viên mãn lợi danh, viên mãn về tứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men, phải vậy không Đại Đức? Tầu vần, chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến vật thực. Nếu Đại Đức bảo rằng phước báo về vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, rất viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn, thế tại sao một lần nọ khi Ngài đi trì bình tại nhà người Bà La Môn Panchasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm bát không mà đi ra? Đại Đức nghĩ sao về trường hợp ấy? Rồi Đại Vương sẽ sáng tỏ thôi. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu thốn vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Panchasala, Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy. Tâu Đại Vương: thưa, chuyện ấy mà có thì phát sanh hoài nghi khác nữa. Hoài nghi rằng công năng vô lượng phước báu ba la mật của Đức Thế Tôn ở đâu mà khi ấy nó không trổ quả? Chẳng phải thế đâu Đại Vương. Lúc ấy vì Ma Vương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Nếu thế thì phát sinh nghi vấn to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của Ma Vương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh uy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn ba la mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của Ma Vương. Rồi người ta lại còn mỉa mai biếm nhẽ rằng: ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chánh đạo, người xấu xa, độc ác, người hung dữ, tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế thưa Đại Đức? Chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại Vương chẳng cần phải bi quan như thế. Sức mạnh dẫu là ác tâm của Ma Vương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại Vương phải hiểu rằng lúc ấy Ma Vương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ là khác. Tâu Đại Vương: xin Đại Đức giảng cho trẫm nghe điều ấy. Đại Vương: điều này Đại Vương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của Đại Vương có nhiều cổng thành ra vào. Mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì Đại Vương thương yêu thần dân như con, nên hằng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp
ăn, cơm nước thượng vị vào dâng cho đại vương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên võ tướng chợt sanh tâm ganh tị với đại vương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối, không cho vào, làm cho đại vương không nhận được vật phẩm ấy. Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương không nhận được vật phẩm ấy là bởi sức mạnh, uy lực của đại vương không bằng sức mạnh và uy lực của người gác cửa hay sao? Tên gác cửa ấy, nếu trẫm bảo chết, nó sẽ chết, thì làm sao lại có sức mạnh, uy lực hơn trẫm được? Đúng thế, vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn, nên sinh ra việc ngăn người ta vào, chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được đại vương. Cũng vậy, vì ma vương tâm ác quá mạnh, che mờ mắt người Bà La Môn, chứ sức mạnh uy lực của ma vương làm sao bằng Đức Thế Tôn được. Đại vương nên hiểu như vậy. Vâng, vậy là trẫm hết nghi rồi. Đại Đức Na Tiên chợt hỏi, thế hằng ngày đại vương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành làm cho đại vương mất phần lợi lộc? Làm sao lại mất được đại đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào. Lại nữa, tên võ quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác, vật phẩm của trẫm không bao giờ thiếu, thưa đại đức quý trọng. Hay lắm, Đức Thế Tôn cũng y như thế. Trưa hôm ấy, tùy Đức Thế Tôn ôm Bát Không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báo quá khứ của ngài làm cho chư thiên nóng ruột. Khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của ma vương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn. Tà không thể hơn chánh, ngọn không thể nặng hơn gốc, ác không thể thắng thiện. Và công đức, phước báo của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa, viên mãn, Tô Đại Vương. Đức vua Melanda gật đầu. Thôi, đồng ý là sức mạnh, uy lực ma vương không bằng được Đức Phật. Đồng ý là phước báo của Đức Toàn Tri lúc nào cũng viên mãn. Nhưng trẫm vẫn còn thấy cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này, là dù sao khi ma vương che mắt người Bà La Môn Panchasala làm cho Đức Phật ôm Bát Không đi ra, là ma vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã vừa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Chánh Đẳng Giác với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp Bà La Mật, bao nhiêu giác, minh, tuệ, thần thông mà không nâng đỡ được mình sao, để cho ma vương đắc ý mỉm cười, có phải thế không? Để cho ma vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn dù là chút ít, đại đức có thể nào phá nghi điều ấy cho trẫm không? Có thể được. Đại vương hãy chú tâm nghe về vấn đề bố thí cúng dường vật thực của thí chủ đến cho người thọ thí. Có thể có 4 sự tai hại ngăn trở làm cho sự cúng dường không thành tựu. Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm
làm vật thực dân cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Tâu Đại Vương, trường hợp ma vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Thế Tôn, người đến thọ thí tại nhà mình. Đấy là sự tai hại bình thường, vì ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm gì cả. Ma vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở loại thứ nhất này mà thôi. Thưa, các loại ngăn trở sau là thế nào ạ? Thưa, loại tai hại thứ hai là khi thí chủ rắp tâm, chủ tâm sửa soạn vật thực để dâng cúng, thì có người đến với ác tâm phá hoại, tìm cách ngăn cản đi. Ví dụ, người kia dùng lời khôn khéo nói xào với gia chủ thối thất thiện tâm, làm cho gia chủ chán nản, mệt mỏi, làm cho gia chủ không cảm thấy hứng thú trong việc cúng dường, hoặc có thể rủ gia chủ đi chơi chỗ này, chỗ kia, hấp dẫn, vui vẻ hơn. Vâng, trẫm đã hiểu. Còn loại tai hại thứ ba là thế nào? Thưa, mặc dầu vật thực đã sửa soạn xong, nhưng người thọ thí chưa đến, kẻ khởi ác tâm phá hoại, bèn lân la bên cạnh thí chủ, tìm cách nói sao cho gia chủ phân vân, hoài nghi. Ví dụ, cúng dường có phước báo gì đâu, thà để cho chồng con, cháu chắc thọ dụng tốt hơn. Hoặc, người thọ thí ấy có tu hành gì đâu, ông ấy là một người xấu, không có đức hạnh. Hoặc cúng dường đệ tử ông Cồ Đàm thì các giáo phái khác người ta ghét, người ta sẽ thù hằn, đố kỵ, vân vân. Sự lập tâm của người ngăn trở là làm cho gia chủ phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, để gia chủ bỏ hẳn sự cúng dường ấy đi. Đây là điều tai hại thứ ba, Tâu Đại Vương. Còn điều tai hại thứ tư là khi đang thọ thực, kẻ ác tâm đến, tìm cách ngăn trở bằng cách nói với người thọ thực rằng: thưa ngài, ngài dùng vật thực này không thanh tịnh, do gia chủ có ác tâm với ngài. Cơm bánh ngài dùng là do gạo dơ, nước dơ, những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vi, lâu ngày mới phát tác, coi chừng ngài sẽ thọ bệnh, sau một năm nữa sẽ vỡ cửu khiếu ra mà chết. Tâu Đại Vương, Ma Vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn, còn ba loại tai hại sau Bần Tăng không thấy trong tam giới, trời và người. Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có khả năng làm ba loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm ba loại tai hại ấy đến ngài thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm bảy mảnh, Tâu Đại Vương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có bốn điều bất khả xâm phạm, không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu, không ai với uy lực nào có thể phá hoại được.
thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang sáu màu, thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng một sải tay. Chẳng có ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên, viên chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có uy lực ma quân nào động đến được. Tâu Đại Vương, nếu Đại Vương thông hội thêm bốn điều bất khả xâm phạm ấy, thì Đại Vương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và uy lực của Ma Vương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn, phải vậy chăng? Việc Ma Vương che mắt người Bà La Môn là việc làm ẩn khuất, giấu giếm, chứ Ma Vương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của Ma Vương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm đức lang quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy dẫn đến Đại Vương, thì Đại Vương xử trị ra sao? Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được, nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ, đánh đập, gọt tóc, bôi tro vào mặt, bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ già nô, nô lệ. Mà vừa hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù Ma Vương có tâm xấu với Ngài, có lẽ tâm Ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không. Tâu Đại Vương, cảm ơn Đại Đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hóc tối tăm của câu chuyện. Trẫm không hề còn một mảy may nghi, chỉ có trí tuệ quảng bác, uyên áo, sắc bén của Ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân Đại Đức vậy. Đức vua Melanda hân hoan quá, bèn quỳ sát đất đảnh lễ rồi tán thán: Trẫm xin tôn kính đảnh lễ Ngài Đại Đức Na Tiên cao quý và trí tuệ vô song.